Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 10, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải chi tiết cái đề kiểm tra giữa kỳ thuộc chương trình vật lý lớp 10 của cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thì tuần này nó sẽ rơi vào cái tuần 9 của một số trường, thì chuẩn bị sẽ kiểm tra vào trong tuần 9 này. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải chi tiết cái đề kiểm tra giữa kỳ này xem coi nó như thế nào đây. Và trong cái đề kiểm tra giữa kỳ này nó gồm có hai phần các bạn. Phần thứ nhất đó là trắc nghiệm, nó gồm có 6,25 điểm. Và phần thứ hai nó gồm có tự luận. Đây gồm những câu tự luận. Nó gồm có, đây chúng ta coi, thầy kéo xuống thử xem coi nó gồm bao nhiêu câu tự luận nha các bạn. Thì trong này nó có 25 câu trắc nghiệm và có một bài tập tự luận. Trong cái bài tập tự luận này nó có 4 ý ABCD. Và bài tập tự luận này liên quan tới đồ thị chuyển động, đúng không? Đồ thị vận tốc thời gian của một cái chuyển động nào đó. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải chi tiết cái đề này, bắt đầu từ câu số 1. Phần trắc nghiệm. Câu 1. Đối với đối tượng nghiên cứu của vật lý, đó là chúng ta đã biết ngay cái bài mở đầu rồi, đối tượng nghiên cứu của vật lý đó, nó nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng, đúng chưa? Vật lý của chúng ta chia ra làm các phần như sau: phần cơ, phần nhiệt, đúng không? Cơ, nhiệt, điện, quang và vật lý hạt nhân. Bây giờ chúng ta ở trong chương trình lớp 10 thì chúng ta đã học các phần, ví dụ như là cơ chúng ta đã học rồi, đúng không? Chúng ta đang học về cơ học nè, rồi nhiệt thì chúng ta đã học ở lớp 8 rồi. Rồi phần điện chúng ta cũng học ở lớp 7 rồi. Phần quang học chúng ta cũng học ở lớp 8 rồi. Còn chỉ còn có một cái phần đó là phần vật lý hạt nhân, thì lên trên chương trình lớp 12 chúng ta sẽ học về vật lý hạt nhân. Và nói chung đối tượng nghiên cứu của vật lý đó là các dạng vận động của vật chất và năng lượng. Như vậy các bạn chọn đáp án A cho thầy. Được chưa? Rồi câu số 2. Cho các số tương ứng với: thứ nhất, 1 là hình thành giả thuyết, 2 đề xuất vấn đề, 3 quan sát suy luận, 4 là kiểm tra giả thuyết, 5 rút ra kết luận. Người ta nói rằng tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý theo thứ tự các bước nào, đúng không ạ? Như vậy để tìm hiểu một thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lý, đầu tiên chúng ta phải quan sát, đúng không ạ? Sau khi quan sát xong chúng ta đề xuất ra cái vấn đề này giải quyết, đề xuất cái vấn đề giải quyết này như thế nào. Rồi sau đó khi đề xuất chúng ta hình thành giả thuyết vấn đề đó có những cái giả thuyết nào, và mình kiểm tra giả thuyết, và cuối cùng chúng ta mới rút ra kết luận. Như vậy theo thứ tự là 3, 2, 1, 4 và 5. Như vậy đáp án C 3, 2, 1, 4, 5. Chúng ta chọn đáp án C cho thầy. Câu số 3. Công nghệ nào sau đây là ứng dụng của vật lý nhiều nhất với sự phát triển của giao thông hiện nay? Thì trong vật lý có rất là nhiều ứng dụng, đúng không? Công nghệ chế tạo pin, rồi công nghệ phát triển tia laser, công nghệ nano, công nghệ sinh học. Thì ở đây sự phát triển của giao thông thì đó chính là công nghệ chế tạo pin, đúng chưa? Công nghệ phát triển tia laser thì nó có nhiều lĩnh vực lắm, ví dụ như mổ nội soi vân vân. Đúng không? Các bạn chú ý điều đó. Như vậy câu số 3 chúng ta chọn đáp án A. Rồi câu số 4. Đâu là công thức tính giá trị trung bình? Thì để đo một cái đại lượng là vật lý nào đó, đúng không? Chúng ta để tránh sai số ngẫu nhiên thì người ta đo nhiều lần. Và mỗi lần đo giả sử như lần thứ nhất chúng ta được A1, lần đo thứ hai chúng ta được A2, lần đo thứ ba chúng ta được A3 vân vân. Và lần đo thứ M chúng ta được AM. Và để tránh sai số ngẫu nhiên, người ta lấy cái giá trị trung bình này, và giá trị trung bình sẽ bằng trung bình cộng của tất cả các lần đo. Như vậy lấy A1 cộng A2 cộng A3 vân vân cộng AM, và chia cho tổng số lần đo là chia cho M. Như vậy chúng ta coi cái đáp án B nè. A trung bình, giá trị trung bình bằng A1 cộng A2 cộng vân vân cộng AM, và chia cho tổng số lần đo là M. Do đó câu này đáp án đúng của các bạn là đáp án B. Câu số 5. Một em học sinh đo chiều dài một quyển sách được các kết quả 23,4, 23,5, 23,7, 23,4, 23,6. Tính giá trị trung bình của các lần đo. Thì bây giờ chúng ta chỉ nhiệm vụ tính trung bình cộng của các anh này cộng lại. Đúng không ạ? Như vậy thầy lấy 23,4 cộng cho 23,5 cộng cho 23,7 cộng cho 23,4 và cộng cho 23,6. Và chúng ta chia cho tổng số lần đo. Các bạn coi bao nhiêu lần đây? 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần và 5 lần. Như vậy sau khi chúng ta bấm máy tính chỗ này, bây giờ thầy bấm máy tính chỗ này luôn ha các bạn. 23.4 cộng cho 23.5 cộng 23.7 cộng 23.4 cộng 23.6 và chúng ta chia cho 5 thì kết quả của chúng ta là 23,52 cm. Như vậy cái câu số 5 này đáp án đúng, giá trị trung bình của các lần đo là 23,252. Câu số 6, đâu là công thức tính tốc độ trung bình? Thì các bạn biết rằng tốc độ trung bình nhá, nó khác hoàn toàn với vận tốc trung bình. Tốc độ trung bình đại lượng đặc trưng cho khả năng nhanh chậm của chuyển động và nó luôn luôn là số dương, đúng không? Nó chính là độ lớn của vận tốc trung bình đó. Và tốc độ trung bình luôn bằng quãng đường đi được chia cho thời gian để đi quãng đường, đúng chưa ạ? Còn vận tốc trung bình nó sẽ bằng độ dịch chuyển chia cho thời gian. Và độ dịch chuyển này nó có thể âm hay dương nếu nó chuyển động. Ví dụ như vật chuyển động cùng chiều, độ dịch chuyển D, delta D này có thể dương, có thể âm, có thể bằng 0. Đúng không? Như vậy vận tốc trung bình của chúng ta có thể dương, có thể âm, có thể bằng 0 luôn. Và bài này người ta nói đâu là công thức tính tốc độ trung bình. Như vậy chúng ta có tốc độ trung bình bằng quãng đường đi được chia thời gian, đáp án A nè. Đúng không? Đáp án B là độ dời là sai. Đáp án C là độ biến thiên độ dời cũng không được. Rồi, đây là độ biến thiên quãng đường cũng không được luôn. Câu số 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về vận tốc? Vận tốc của một vật gồm tốc độ và hướng chuyển động. À, đúng rồi. Vận tốc là một đại lượng vector. Đúng chưa? Như vậy, một đại lượng vector nó gồm có điểm đặt, phương chiều và độ lớn. Như vậy, độ lớn của vận tốc đó chính là tốc độ. Đúng chưa? Vận tốc thứ nhất là gồm tốc độ nè. Và vì nó đại lượng vector như vậy nó có phải có phương chiều, tức là hướng của chuyển động nè. Như vậy đây câu này là ok, đúng nè, không chọn. Người ta nói chọn đáp án sai mà các bạn. Rồi câu B, độ lớn của vận tốc được tính bằng công thức độ di chuyển chia cho thời gian, chính xác. Đơn vị của vận tốc có thể là km trên giây cũng được. Trong hệ đi đơn vị của vận tốc nó là mét trên giây, đúng chưa? Ngoài ra nó có thể km/h hoặc là km/s thì tùy ý. Đúng không? Người ta nói có thể mà. Như vậy đầy chính xác. Câu D, vận tốc là đại lượng vô hướng là sai. Vận tốc phải là đại lượng vector. Còn tốc độ là đại lượng vô hướng thì đúng. Như vậy câu này nó nói đại lượng vô hướng nó là sai. Chúng ta chọn đáp án D. Câu số 8. Một học sinh đi từ nhà đến trường theo như hình ảnh. Đây, từ nhà đến trường, quãng đường từ nhà là A đến trường là B dài 2 km. Sáng học sinh đi từ nhà đến trường, sau đó trưa về nhà, chiều lại đến trường, rồi chiều về nhà. Người ta nói quãng đường và độ di chuyển của học sinh này trong suốt quá trình đi và về là bao nhiêu? Như vậy sáng đi là 2 km, rồi đi về nữa là cộng 2 km, rồi tới trưa lên trường là 2 km, rồi đi về nữa là 2 km. Như vậy tổng quãng đường từ sáng đến chiều bạn này đi học là 1, 2, 3, 4. Như vậy 4 x 2 là 8 km, đúng chưa? Rồi người ta nói độ di chuyển. Ban đầu vị trí của bạn này ở nhà, khi đi rồi về, rồi đi rồi về. Như vậy vị trí sáng người này ở đây và lúc chiều người này cũng ở vị trí này. Như vậy độ di chuyển ở sáng và chiều hai người này, người này nó trùng nhau. Vị trí lúc sáng là ở đây, vị trí lúc chiều nó cũng ở đây. Như vậy độ di chuyển của bạn này D là bằng 0. Do đó chúng ta chọn quãng đường là 8 và độ di chuyển là 0, đáp án A. Đó là xong nội dung câu số 8. Bây giờ chúng ta qua câu số 9. 34 km/h bằng bao nhiêu mét trên giây? Thì các bạn chú ý cho thầy, muốn đổi từ km/h ra m/s, các bạn chỉ việc lấy số đó chia cho 3,6 thôi. Nhớ nha, muốn đổi từ km/h ra m/s, lấy số đó chia cho 3,6. Còn ngược lại, muốn đổi từ m/s, đúng chưa, ra km/h, ví dụ như 10 m/s ra km/h, các vậy bạn chỉ việc lấy số đó nhân cho 3,6 cho thầy. Như vậy chỗ này 34 km/h đổ ra m/s, lấy số đó chia 3,6, tức là 34 chia cho 3,6 thì nó sẽ bằng là 9,44 m/s. Như vậy câu này đáp án đúng của các bạn là đáp án A, đúng chưa? Chúng ta lưu ý chỗ đó cho thầy. Rồi còn cái anh này, đúng không, 10 m/s, các bạn muốn đổi ra km/h, các bạn chỉ việc lấy số đó nhân 3,6 thôi. Như vậy chỗ này nó ra 36 km/h, đúng chưa? Để mẹo, đó là mẹo chúng ta đổi nhanh nha các bạn. Câu số 10. Một vạch đi từ A đến B theo một đường thẳng dài 100 m. Kết luận nào sau đây là đúng? Câu A, quãng đường đi được và độ di chuyển bằng nhau. Đây các bạn chú ý nè. Khi vật chuyển động theo con đường thẳng và không đổi chiều thì quãng đường đi được luôn luôn bằng độ di chuyển. Ví dụ ban đầu người này ở vị trí A, đúng không? Rồi đi trên con đường thẳng tới vị trí B thì quãng đường đi được của người này là AB, và độ di chuyển cũng, độ lớn của độ di chuyển cũng là cái đoạn AB này luôn. Như vậy người ta nói vật đi từ A đến B theo con đường thẳng dài 100 m, vậy quãng đường đi được và độ di chuyển đều bằng 100 luôn. Do đó chúng ta chọn đáp án A. Còn đề bài, khi nó đi mà nó đổi chiều đó thì độ di chuyển và quãng đường không bằng nhau, hoặc là nó đi theo một cái đường gấp khúc nào đó, đúng chưa, thì độ di chuyển và quãng đường cũng không bằng nhau luôn. Được chưa? Ví dụ như đi theo đường gấp khúc này thì quãng đường nó bằng đoạn AB cộng với đoạn BC, còn độ di chuyển nó là từ điểm đầu đến điểm cuối là cái đoạn AC này thôi. Được chưa? Các bạn lưu ý điều đó cho thầy nha. Như vậy cái câu số 10 này đáp án đúng là chúng ta chọn đáp án A. Còn đáp án B, người ta nói quãng đường lớn hơn là sai, nhỏ hơn là sai, chưa thể xác định được vì thiếu dữ kiện, cũng là không đúng luôn. Rồi câu số 11. Vận tốc được xác định bằng cách nào sau đây? Chúng ta đã có vận tốc này bằng độ di chuyển chia cho thời gian di chuyển. Như vậy đáp án A. Quãng đường là không được, quãng đường đây là tốc độ rồi, độ di chuyển nhân thời gian nhân cũng không đúng. Như vậy câu số 11 đáp án đúng của các bạn là đáp án A. Được chưa? Chúng ta lưu ý điều đó. Rồi câu số 12. Cho hình vẽ sau. Đây là điểm A, đây là điểm B là ngôi nhà, đây là điểm C là một cái cây. Một học sinh đi từ A rồi đến B, sau đó đến điểm C như hình vẽ. Như vậy ban đầu đi từ A đến B, sau đó đến C, đúng chưa? Đi theo con đường là A, B, C. Người ta hỏi độ di chuyển của học sinh người này là cái đoạn nào? Thì vị trí điểm đầu của học sinh này ở vị trí A, đây là đầu. Vị trí sau đến cái cây này, đúng chưa? Như vậy độ di chuyển chính là cái đoạn AC này, các bạn chú ý. Vậy độ di chuyển chính là đoạn AC, chúng ta chọn đáp án C cho thầy. Đây, đồ thị độ di chuyển thời gian, đúng không ạ? Đây là đồ thị độ di chuyển thời gian, thầy phóng lớn lên cho các bạn coi luôn nè. Chỗ này nha, thầy phóng lớn lên. Rồi, đây là đồ thị độ di chuyển thời gian. Đây là thời gian T, đây là độ di chuyển. Người ta hỏi độ dốc nó là bao nhiêu, thì độ dốc là cái góc này nè các bạn, đúng chưa? Góc này là góc alpha. Và muốn tính độ dốc này thì chúng ta lấy đoạn này, đúng không? Đúng không? Lấy cạnh góc vuông này chia cho cạnh góc vuông này, mà cạnh góc vuông này là 8,85 nè, chia cho cái đoạn này là 1 nè. Đúng chưa? Như vậy 85 các bạn chia cho 1 thì nó bằng 85. Đúng chưa? Đây là độ dốc của nó. Và như vậy chúng ta chọn độ dốc của cái đồ thị này là 85. Hoặc là các bạn lấy cái đoạn này cũng được, đúng không ạ? Lấy đoạn này là 170, các bạn chia cho cái đoạn này là 2 thì 170 chia cho 2 cũng là bằng 85 luôn. Được chưa? Vì đây là chuyển động thẳng đều đó. Rồi, câu số 15. Đây thầy cũng phóng lớn cái này lên luôn cho các bạn rõ, nhìn rõ nha. Câu số 15, người ta nói từ hình vẽ đâu là biểu thức tính góc alpha. Đây, tính góc alpha nha các bạn. Đề bài người ta nói tính góc alpha. Đây là cái góc alpha. Thì tam giác này là tam giác vuông nè. Các bạn chú ý đây là tam giác vuông. Được chưa? Đây là tam giác vuông. Như vậy tan alpha thì bằng đối chia kề. Xin đối cốt kề tan đối kề, tức là độ delta D chia cho delta T. Như vậy độ dốc nó là tính tan alpha. Tại vì chúng ta đã biết cái đoạn delta D là độ di chuyển rồi, độ biến thiên độ di chuyển. Delta T là khoảng thời gian xảy ra độ biến thiên di chuyển này. Như vậy chúng ta dùng cái công thức C tan alpha bằng delta D chia cho delta T. Rồi câu số 16. Cho bảng số liệu sau. Đây là độ di chuyển D có đơn vị là mét, thời gian T. Rồi 0,0. Khi 1 giây thì độ di chuyển nó là 20, khi 2 là ở di chuyển 40, khi 3 là 40, khi 4 là 30. Người ta nói từ thời điểm từ 3 đến 4 giây vật chuyển động thế nào? Chúng ta thấy khi ở thời điểm 3 giây thì độ di chuyển nó là 40, ở thời điểm 4 giây thì độ di chuyển nó giảm đi còn 10. Như vậy đây có phải là chuyển động thẳng đều, đúng không? Ngược chiều dương không ạ? Được chưa? Có phải lúc đầu nó ở 40 nhưng mà nó chuyển động ngược chiều dương, nó đi về tới vị trí 30. Như vậy đây là chuyển động thẳng đều ngược chiều dương. Đúng chưa? Như vậy chúng ta nói nhanh dần đều là sai rồi. Đúng không ạ? Đồ thị độ di chuyển D với T nó phải biến đổi điều hòa, biến đổi hàm bậc 2 mà đây là hàm bậc nhất. Như vậy nhanh dần đều là không đúng. Thẳng đều theo chiều dương cũng không đúng luôn. Tại vì lúc đầu là độ di chuyển là 40, còn đây là 30, như vậy nó chuyển động ngược chiều dương, nó quay về vị trí ban đầu lại. Rồi thẳng đều theo chiều ngược lại. Được chưa? Thẳng đều theo chiều ngược lại. Đây nè, ok nè. Câu C nè, đúng chưa các bạn? Đúng không ạ? Theo chiều ngược lại, lúc đầu là 40, bây giờ quay về là 30. Rồi câu số 17. Đồ thị tọa độ thời gian của một vật như ở hình sau đây. Thầy cũng phóng lớn lên cho các bạn coi, quan sát cho nó dễ nha các bạn nha. Đúng không? Thầy phóng lớn lên. Rồi người ta nói rằng gì đây? Đồ thị tọa độ thời gian của một vật như hình sau đây. Người ta nói độ di chuyển từ 0 đến 4 giây là bao nhiêu? Đây là trục thời gian. Đây là vị trí 0 nè. Đây là vị trí 4 giây nè. Người ta nói độ di chuyển từ 0 đến 4 giây. Như vậy khi t bằng 0 thì vị trí độ di chuyển x của chúng ta hay là d của chúng ta, d0 này nó cũng bằng 0. Khi t bằng 4 thì độ di chuyển chúng ta chiếu vào cái độ di chuyển này cũng phải d của 4 này nó cũng bằng 0 luôn nè. Đúng chưa? Như vậy người ta nói rằng độ di chuyển từ 0 đến 4 giây thì nó chỉ là 0 mét thôi. Đúng không? Vị trí đầu và vị trí cuối trùng nhau. Do đó chúng ta chọn đáp án A. Câu số 18. Cho đồ thị độ di chuyển theo thời gian như hình. Như hình đây này. Độ di chuyển tổng hợp có giá trị nào? Như vậy ban đầu vật nó ở vị trí này. Nó đi một cái đoạn D1. Từ D1, đúng không? Đi theo hướng đông. Rồi từ đi D1 này đi theo hướng gì đây ạ? Hướng bắc. Như vậy độ di chuyển là từ vị trí đầu đến vị trí cuối là đây là cái đoạn D này. Và đoạn D này chính là cạnh huyền trong tam giác vuông. Và độ lớn của cạnh huyền sẽ bằng căn bậc 2 cạnh góc vuông thứ nhất bình cộng cho cạnh góc vuông thứ hai bình. Và các bạn thế số vào cạnh góc vuông thứ nhất là 6 bình cộng cho cạnh góc vuông thứ hai là 20 bình. Đúng chưa ạ? Và các bạn tính máy tính chỗ này cho thầy thì nó sẽ ra là 20,88 km. Chúng ta chọn đáp án A. Câu số 19. Từ hình vẽ cho biết vận tốc tổng hợp được tính bằng công thức nào? Đây, bài này là liên quan tới chuyển động tổng hợp đó các bạn. Đây, như một vật, đây là vận tốc của vật so với gió, đúng không ạ? Đây là vận tốc của máy bay so với gió nè, đây là vận tốc của máy bay, được chưa? Như vậy vận tốc tổng hợp, chúng ta tổng hợp hai cái vector này lên được cái vận tốc tổng hợp này. Và vận tốc tổng hợp này nó là cạnh huyền trong tam giác vuông màu đỏ này các bạn, được chưa? Và cạnh huyền vận tốc tổng hợp sẽ bằng cạnh góc vuông thứ nhất là v gió bình cộng cho cạnh góc vuông thứ hai là cái cạnh gạch gạch này. Mà cái cạnh gạch gạch này bằng với vận tốc của máy bay theo quy tắc tổng hợp hình bình hành, như vậy máy bay bình phương. Do đó các bạn thấy chúng ta chọn đáp án V bằng căn bậc 2 V gió bình cộng V máy bay bình, đáp án A. Câu số 20. Đâu là công thức tính độ lớn gia tốc? Thì chúng ta đã biết gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến thiên vận tốc. Bất cứ một cái chuyển động nào mà nó có sự biến thiên vận tốc thì nó mới có gia tốc, đúng chưa? Cái chuyển động thẳng đều người ta không đưa ra khái niệm gia tốc, tại vì trong chuyển động thẳng đều vận tốc không biến đổi, như vậy nó không có gia tốc, hay nói khác đi, gia tốc bằng không. Như vậy một vật nào đó có chuyển động, có vận tốc thay đổi thì nó sẽ sinh ra gia tốc. Và gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến thiên vận tốc trong một đơn vị thời gian, tức là A bằng delta V chia delta T. Độ biến thiên tức là lấy vận tốc sau trừ cho vận tốc đầu chia cho thời gian sau trừ cho thời gian đầu, đúng chưa ạ? Như vậy các bạn thấy trong cái đáp án này chỉ có đáp án D nó mới đúng thôi. V2 trừ V1 chia cho T2 trừ T1. Đáp án D cũng không đúng nè, được chưa? Như vậy nó bằng V2 trừ V1 chia cho T2 trừ cho T1. Nhưng thông thường chúng ta chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động thì thông thường T1 của các bạn là bằng 0. Do đó trong câu 20 này đáp án đúng của chúng ta trong 4 đáp án này thì chỉ có đáp án A là đúng thôi. Còn đáp án B là cộng là sai rồi, đúng chưa? Đâu không phải là đơn vị của gia tốc? Thì chúng ta có vận tốc nè, gia tốc là độ biến thiên của vận tốc chia thời gian. Mà vận tốc thì có đơn vị là mét trên giây, chia cho thời gian dưới này là giây, như vậy nó sẽ có đơn vị là mét trên giây bình phương. Cái câu A mét trên giây bình phương chính xác, mét chia giây nhân giây chính xác, cm trên giây bình phương cũng được luôn, đúng không ạ? Rồi ở đây mét bình phương chia giây là hoàn toàn sai lầm, như vậy không phải là đơn vị của gia tốc, chúng ta chọn đáp án D. Câu 22. Vật nào sau đây có gia tốc? Như thầy đã nói rằng vật đứng yên nó không có gia tốc, tại vì nó không có sự biến đổi vận tốc, như vậy không có nè. Chuyển động thẳng đều cũng không có sự biến đổi vận tốc, như vậy cũng không có. Vật đang tăng tốc là ok, vật chuyển động thẳng cũng chưa chắc, như vậy đáp án C, được chưa? Khi có sự biến thiên vận tốc, tức là tăng tốc là sự biến thiên vận tốc rồi thì nó mới sinh ra gia tốc được. Câu 23. Dựa vào đồ thị sau, vật nào có gia tốc bé, vật nào có gia tốc lớn, đúng không ạ? Thì đồ thị giữa vận tốc với thời gian, anh nào có độ dốc càng lớn thì gia tốc nó càng lớn. Chúng ta đã học về lý thuyết rồi, đúng không? Trong bài học chúng ta đã học rồi. Vật nào, đồ thị nào mà đồ thị vận tốc thời gian mà độ dốc nó càng lớn thì gia tốc càng lớn, độ dốc nó càng nhỏ thì gia tốc càng nhỏ. Như vậy vật nào có gia tốc bé nhất? Bé nhất thì trong ba đồ thị này 1, 2, 3 thì cái thằng 1 này nè, nó có độ dốc rất là nhỏ, nhỏ hơn so với 2, 3. Như vậy đây là min nè. Còn cái thằng 3 này độ dốc nó chích lên đây hướng gần 90 độ được. Cái này, anh này khoảng 30 độ, anh này khoảng là 60 độ, anh này khoảng 75, 80 độ. Như vậy anh này là mát nè. Độ dốc nó càng lớn thì gia tốc nó càng lớn. Như vậy theo thứ tự là 1 đến 3, 1, 3, bé nhất là 1, lớn nhất là 3, đáp án A. Câu 24. Cho bảng số liệu sau, đây là bảng số liệu giữa thời gian và vận tốc. Khi t bằng 0, vận tốc là 0, khi t là 1, vận tốc là 10, 2 là 20, vân vân. Người ta nói từ giây thứ 3 đến giây thứ 5 vật chuyển động thế nào? Từ giây thứ 3 đến giây thứ 5, đây giây thứ 3 đến giây thứ 5. Có phải là vận tốc ở 3 giây thì nó là 30, 4 giây thì nó là 10, giảm đi 10, 20 thì nó giảm đi 10 nữa. Như vậy đây có phải là chuyển động chậm dần đều không ạ? Đúng chưa? Chậm dần đều. Đáp án A. Vận tốc cứ sau 1 giây nó giảm đều đi là 10 m/giây. Như vậy chuyển động chậm dần đều. Câu 25. Cho đồ thị VT của một vật. Đây, đồ thị VT đây. Từ 0 đến T1 đi theo con đường này. Từ T1 đến T2 đi theo con đường này. Từ T2 đến T3 đi con đường này. Từ T3 đến T4 vận tốc đây. Người ta nói từ đồ thị cho biết độ di chuyển lớn nhất. Thì mình biết rằng đồ thị giữa vận tốc với thời gian, độ di chuyển của nó sẽ bằng diện tích giới hạn bởi trục VT, trục V0, T và T0. Như vậy trong cái 4 cái độ di chuyển này, đúng không? Giai đoạn thứ nhất là đi được cái hình này. Giai đoạn thứ hai là đi cái con đường này. Giai đoạn thứ ba là đi cái con đường này. Và giai đoạn cuối cùng là đi từ 3 đến 4 đi cái con đường này. Nhìn vào đây, chúng ta muốn tính độ di chuyển thì chúng ta coi như thầy đã nói rằng diện tích giới hạn bởi VT, V0, T và T0, đó là độ lớn của độ di chuyển. Như vậy trong 4 hình này thì cái đoạn này, cái hình này là độ di chuyển nó là lớn nhất này các bạn. Cái diện tích nó lớn nhất này. Đúng không ạ? Cái hình chữ nhật này là lớn nhất. Đến hình chữ nhật này, rồi đến cái hình tam giác này là nửa hình chữ nhật, rồi mới đến anh này. Như vậy người ta nói từ đồ thị cho biết độ di chuyển lớn nhất là trong giai đoạn từ T3 đến T4 nè các bạn. Tại vì trong T3 đến T4 thì cái hình chữ nhật này lớn nhất, tức là diện tích nó lớn nhất, do đó độ di chuyển nó là lớn nhất. Đáp án D. Rồi chúng ta qua phần tự luận. Các bạn cùng với thầy đi tìm hiểu cái phần tự luận này nha. Thầy cho nó xuống dưới đây làm cho nó dễ dàng. Cho đồ thị chuyển động của một vật như hình vẽ. Đây, thầy có thể vẽ lớn lên cho các bạn coi luôn, các bạn quan sát cho nó dễ nha các bạn. Rồi, đây đồ thị độ di chuyển đây. Đây là V, trong giai đoạn từ 0 đến 10 đi theo con đường OA, từ 10 đến 20 đi theo đường B, AB, từ 20 đến 30 đi đoạn BC, từ 30 đến 50 đi đoạn CD, từ 50 đến 60 đi đoạn DE, từ 60 đến 70 đi đoạn EF. Rồi người ta nói mô tả chuyển động của vật từ giây thứ 10 đến giây thứ 50. Đúng chưa? Như vậy chúng ta mô tả như sau. Thầy có thể mô tả câu A này nha. Từ giây thứ 10 đến giây thứ 20 có phải vận tốc nó không đổi không ạ? Đúng không? Trên con đường AB là vận tốc không đổi, đều là 4. Như vậy đây là chuyển động thẳng đều. Các bạn có thể mô tả như vậy. Rồi từ giây thứ 20 đến giây thứ 30 có phải khi thời gian tăng vận tốc nó tăng đều lên không? Tới giây 25 thì tại giây 25 nè thì vận tốc nó là 6, tại giây 30 thì vận tốc nó là 8. Như vậy đây là chuyển động thẳng nhanh dần. Được chưa? Nhanh dần, và có thể là chúng ta ghi đều luôn cũng được nữa, không sao cả. Được chưa? Đây là chuyển động thẳng nhanh dần, và các bạn ghi nó là theo chiều dương luôn cũng được. Đúng chưa? Đây thầy có thể ghi là theo chiều dương nè. Chiều dương nè. Tại vì vận tốc nó đang dương. Các bạn chỗ này các bạn cũng có thể ghi là theo chiều dương luôn nè. Đúng không? Khi chuyển động thẳng đều theo chiều dương đó. Rồi ý tiếp theo là từ giây thứ 30 đến giây thứ 50. Từ 30 đến giây thứ 50 có phải vận tốc nó giảm đều không các bạn? Đúng không ạ? Đây vận tốc nó giảm đều. Như vậy đây là chuyển động gì ạ? Chuyển động thẳng chậm dần đều. Và vận tốc nó đều. Đúng không? Nó đều dương hết. Như vậy chuyển động thẳng chậm dần đều. Chuyển động thẳng chậm dần đều. Và cũng theo chiều dương luôn. Tại vận tốc nó đều dương hết. Rồi tiếp theo nè. Từ giây thứ 50 đến giây thứ 60 từ giây thứ 50 đến giây thứ 60, có phải chúng ta thấy vận tốc nó tăng, độ lớn vận tốc tăng từ 0 đến 2 và đến 4, nhưng về dấu nó là âm. Như vậy nó là chuyển động thẳng nhanh dần đều nhưng theo chiều âm, tại vì vận tốc nó âm. Như vậy chúng ta có thể nói là chuyển động thẳng nhanh dần đều nhưng theo chiều âm, tại vì vận tốc nó là âm. Rồi chúng ta mô tả tiếp nè, từ E đến F nè, tức là từ giây thứ 60 đến giây thứ đây thôi lỡ rồi, người ta nói từ giây thứ 10 đến giây thứ 50 mà chúng ta vượt qua luôn rồi. Bây giờ thầy nói cái là bạn này luôn nha. Từ giây thứ 60 đến giây thứ 70 thì chúng ta thấy nè, có phải vận tốc, độ lớn vận tốc nó là 4, rồi giảm độ lớn vận tốc về 2, rồi tới giây thứ 70 vận tốc, tốc độ nó bằng 0. Như vậy đây là chuyển động thẳng chậm dần đều, và có phải nó cũng theo chiều gì luôn ạ? Tại vận tốc nó âm, đúng chưa? Như vậy đây cũng theo chiều âm luôn, được chưa? Vận tốc nó âm cũng theo chiều âm. Rồi câu B, người ta yêu cầu tính gia tốc của vật từ giây thứ 30 đến giây thứ 50. Như vậy câu B thầy sẽ tính A bằng V2 trừ V1 chia T2 trừ T1. Rồi giây thứ 50 thì vận tốc nó 50 đây chúng ta chiếu vào vận tốc nó bằng 0. Rồi 30 đây chúng ta chiếu vào vận tốc nó là 8. Chia cho 50 trừ cho 30. Như vậy nó ra trừ 8/20. Và các bạn bấm máy tính chỗ này, 8 chia 20 bằng, nó ra là 0,4. Như vậy chỗ này là trừ 0,4. Và đơn vị là mét chia giây bình phương, đúng không ạ? Rồi câu C, tính độ di chuyển từ giây thứ 10 đến giây thứ 20. 10 đến 20. Như vậy độ di chuyển nó chính là cái anh này, cái diện tích của cái hình chữ nhật này, đúng không ạ? Như vậy câu C nè, độ di chuyển chính bằng diện tích của hình chữ nhật, mà diện tích hình chữ nhật là lấy chiều dài. Chiều dài là cái đoạn này nè, đúng không? Là 4 nè, nhân cho chiều rộng là 20 nè, đúng chưa? Xin lỗi là 10 nè, đúng không ạ? Như vậy 4 nhân cho 10, 20 trừ cho 10 thì đoạn ra đoạn này là 10. Như vậy nó là 40 mét, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo câu D, mô tả chuyển động từ giây thứ 50 đến giây thứ 70, đúng không ạ? Như vậy từ thầy đã mô tả chuyển động từ giây thứ 50 đến giây thứ 70 ở trên này rồi, các bạn có thể mô tả lại cho thầy nha. Từ 50 đến 70 thầy đã mô tả ở đây rồi, thầy không nói lại nữa nha. Rồi câu tiếp theo người ta nói tính gia tốc từ giây thứ 50 đến giây thứ 60. Như vậy thầy tính gia tốc A nè, là V2 trừ V1 nè, chia T2 trừ T1 nè. V2 của các bạn là vận tốc tại 60, đúng không? 60 chúng ta chiếu vào vận tốc nó bằng 0. Trừ vận tốc tại 50. Xin lỗi, thầy sai rồi, thầy sai chỗ này rồi. Đây các bạn, vận tốc tại giây 60 là đây, chiếu vào nó bằng -4 nè. Rồi vận tốc tại giây 50 chiếu vào nó bằng, chiếu vào trục vận tốc nó bằng 0 nè. Chia cho thời gian T2 là 60 nè, trừ cho T1 nó là mấy đây ạ? Trừ cho T1 nó là bằng 50 nè. Như vậy nó là âm mấy đây? Âm 4 chia cho 10. Như vậy nó sẽ bằng là 4 chia 10 được ha, bằng 0,4 đó, âm 0,4 trừ 0,4 nè, đúng chưa? Trừ 0,4 mét trên giây nhé các bạn, chỗ này là mét trên giây nha, mét trên giây bình phương. Thầy nói lại chỗ này ha, thầy mô tả chỗ này là chưa đúng rồi nè các bạn. Từ giây thứ 50 đến giây thứ 60 thì đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều, đúng không ạ? Thẳng nhanh dần đều. Và chúng ta thấy nè, cái vận tốc nó gia tốc chúng ta tính nó ra là âm, đúng chưa? Gia tốc chúng ta tính nó là âm, rồi vận tốc chúng ta tính, vận tốc chúng ta thế là âm luôn. Như vậy hang này đây là truyền động thanh thẳng ngang đều theo chiều dương, đúng rồi, phải rồi, đúng chưa? Rồi các bạn chờ thầy chút. Rồi như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn giải chi tiết cái đề này. Và cái file đề này thầy sẽ để dưới cái phần mô tả. Bạn nào muốn tải về tham khảo thì chúng ta tham khảo. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.